các bạn. Hôm nay mình sẽ review một tác phẩm đẹp cho các bạn cùng xem. Trước hết mình sẽ review cây mẫu đơn bông màu vàng. Cây này cũng cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Ở trước mặt các bạn nhìn thấy một cái mẫu đơn màu vàng. Cái màu nó cũng khá rất là bắt mắt đó các bạn. Cây nó thì nói chung rất cũng nhỏ, nhưng cái tàn nó to đó các bạn. Tàn nó thì rất là to, nhưng mà mình chi tiết nó cũng hơi muộn đó các bạn. Tức là bông nó đã qua vụ, qua mùa, nó cũng còn lại thưa thớt vài bông trên cây, nhưng mà cây là sau vụ bông rồi cây sẽ cho trái. Để mình chi tiết cái trái cho các bạn cùng xem. Đấy cái trái đó các bạn nhìn thấy cái trái không đó, cái trái nó đây rất là đẹp này. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Tức là sau vụ bông là nó sẽ cho trái đó các bạn. Đó mình thấy xanh quanh cái cây trái cũng khá nhiều rồi các bạn. Đó cái trái của nó. Và cái bông của nó có một cái màu vàng khá là đẹp. Chi tiết cái phần gốc thôi các bạn. Các bạn thấy cái phần gốc nó thì cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà lên tây tàn rất là nhiều, cũng kín tây tàn rất là đẹp. Để trái đó các bạn. Để mình chi tiết một gốc mẫu đơn bông màu đỏ, và nó có một cái dáng bay cực kỳ đẹp. Các bạn cùng xem. Đấy, trước mặt các bạn là mình sẽ chi tiết một cái gốc mẫu đơn đang cho bông cực kỳ đẹp luôn các bạn. Một cái dáng bay trên một cái chiếc chậu khá là đẹp. Đấy mình chi tiết cái phần gốc các bạn xem. Và cái độ lớn của cây, tức là cái đường kính, cái hoành của cây nè các bạn, chắc cũng khoảng là hai tay hoặc là hơn hai tay của mình nữa các bạn. Người ta đã tạo ra một cái dáng bay đó các bạn. Các bạn nhìn thấy nó cũng khá là hay. Rồi mình qua phía đây mình chi tiết cái phần trên cho các bạn xem. Bông nó cũng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nó đang mùa cho bông nở rộ cực kỳ đẹp. Các bạn nhìn thấy không? Quá đẹp. Một cái màu rất là tươi tắn. Để mình chi tiết thêm cái phần thân các bạn xem. Đó, một cái phần thân nói chung cây này nó cũng rất là thiên nhiên nha các bạn. Cây nó rất thiên nhiên, nhưng mà mình sẽ chuyển thế lại cho nó đó các bạn. Ở đây là mình chi tiết rõ cho các bạn xem là cái phần bên này nè. Nguyên bản của nó là cây đứng trực, tức là nó đứng trực đứng thẳng đó các bạn.
Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái phần phía bên này nó không không có tay, hoàn toàn không tay, tức là thiên nhiên của nó đó các bạn, không có cái tay, nó chỉ có một cái tay phía bên đây thôi. Đó, các bạn nhìn thấy nó rất là thiên nhiên ha. Rồi mình sẽ định hình tạo dáng cho nó, tức là nó là hiện tại là một cái dáng bay. Cây rất là già đó các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nó rất là khéo. Đấy, các bạn nhìn thấy cực đẹp không? Thì nói chung cây mẫu đơn thì miền Bắc thường hay gọi, còn miền Nam thì người ta gọi là như là bông trang. Thì theo mình biết thì nó chắc nó cũng có hai màu, chứ mình chưa thấy thêm nữa, chỉ màu vàng với màu đỏ thôi các bạn. Nhưng mà để có một cái gốc mẫu đơn to thì nó hơi bị hiếm đó các bạn, nó rất là hiếm có. Bởi vì các bạn biết mà, cái cây mẫu đơn mà nó cũng có thể nhiều năm nhiều tuổi nó mới to gốc được đó các bạn. Nó cũng thuộc dạng hiếm có đó các bạn. Nhưng mà cái thế dáng của cây này là mình thấy nó cũng có hay, nó phù hợp. Bởi vì theo thiên nhiên của nó là cái phần mặt bên này mà khi hồi nó đứng trực đó, là nó không có tay. Bây giờ mình chuyển thế lại đó. Vì cây quá già đó. Thân rất thẳng nè các bạn, mà tay thì có một phía, tức là mình tạo cho nó một cái dáng bay là rất là phù hợp. Bạn thấy cái thế dáng này cũng rất là hay. Cái phần gốc các bạn thấy phần gốc thì cũng không quá cầu kỳ, không quá to, nó cũng rất là đơn. Mà cây rất là tươi tốt các bạn thấy không, những cái mầm non này nó mọc từ sát dưới chân rễ, dưới mặt chậu luôn các bạn. Nó rất là tươi tốt. Cây cho bông các bạn thấy một cái màu sắc rất là tươi tắn, rất là đẹp. Từ phía dưới gốc mà lên tới ngọn luôn các bạn, phải nói là cực đẹp. Nói chung là nó cũng sắp nó sẽ tàn cái mùa bông đây, là nó sẽ cho trái đó các bạn. Đây là mình cũng nhìn thấy cái trái đó nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái trái nó, đây nó sắp sẽ cho trái. Rất là đẹp. Đây các bạn thấy không, rất là đơn giản thôi, nhưng mà cực kỳ đẹp. Thấy cái màu của nó là mình rất là thích. Nhưng mà cái dáng này cho phù hợp với một cái cây của nó cũng rất là đẹp. Nó sẽ nở bông theo nhiều tầng lớp đó các bạn, tức là nhiều cái bông nè, bông trước nè, cái bông nở trước là nó sẽ tàn đi thì nó sẽ kế tiếp, và những cái búp nè các bạn đó, các bạn nhìn thấy những cái búp của nó tiếp tục nở theo, tức là cây cho bông rất lâu mới có thể là hết mùa bông. Đấy, búp từ dưới gốc nè, nó vẫn tiếp tục, đây phía trong nó vẫn tiếp tục đây các bạn, nó cho búp. Hay các bạn.
nhìn cái tác phẩm dáng bay của một cây mẫu đơn, nhìn cũng khéo quá các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không, nó cũng khéo. Nếu mình trang trí thì nó cũng hơi chiếm phần không gian vì nó dáng bay, nhưng mà để có một cái chỗ mà nó hơi thoáng rộng đó các bạn, mình trưng bày thì nó rất là tuyệt đẹp. Phải nói là cũng đẹp cho một tác phẩm nghệ thuật. Nó cũng là một cái niềm đam mê và sự sáng tạo, và những cái thế dáng của cây mà thiên nhiên thì mình khỏi mất công phải sáng tạo đó các bạn. Mình chỉ cần chỉnh sửa tí xíu nào đó về tay cành là đẹp cho một cái dáng thiên nhiên, không cần phải cầu kỳ và cũng không mất thời gian uốn ép đó các bạn. Nên là đam mê cây mà dáng thiên nhiên, đó là một cây cực đẹp. Rồi, video đến đây thì mình cũng tạm dừng. Hẹn lại các bạn video tiếp theo. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ. Mến chào các bạn.